Các bạn đang nghe tác phẩm Phản diện như tôi quyết bờ đẹp vai chính Tác giả Tạ nhất Nguồn Cuộc sống tồi tàn của mày Phần cuối Cuối tuần Anh thể cho tôi nghỉ nửa buổi để thả lỏng nghỉ ngơi Tôi nhìn trúng bạn nhỏ lý tầm Đứa nhỏ 6 tuổi trắng trắng nộm nộm như nắm cơm vậy Tôi nói gì thì Lý Tầm cũng gật đầu nói được Đứa nhỏ tốt như vậy Căn bản là không thể bỏ qua Vậy nên buổi chiều cuối tuần Tôi sẽ chơi game cùng nhị cẩu Hoặc là đi tìm bạn nhỏ Lý Tầm đùa giỡn một chút Cuối tuần anh Tể đều phải đi làm Ở bên ngoài rất bận rộn Tôi thật lòng rất ngưỡng mộ Thời gian rảnh anh Tể đều dành cho việc khác Nhưng mà thành tích vẫn rất ổn định Ở hạng nhất Đây chắc chắn là điều mà tôi chỉ có thể mong chứ không thể làm. Sau này anh Tể nói với tôi là bình thường tan học sẽ đi làm thêm đến 8-9 giờ mới về nhà, rồi làm bài tập, đọc sách đến tận 12 giờ. Học kỳ 2 của lớp 11 trôi qua rất thuận lợi. Tôi thỉnh thoảng cũng chạm vào được rìa của lớp 10. Ấn tượng của các bạn trong lớp về tôi cũng đã thay đổi. Sánh sỏi liền tìm tôi hỏi bài hoặc là biểu diễn võ thuật gì gì đó. Còn về thẩm phân thanh và lâm dự ý thì khỏi phải nói người ta học tập vẫn luôn rất nỗ lực luôn là hàng hai hạng ba của khói nghe nói cả hai còn lọt vào vòng chung kết của cuộc thi nào đó rồi không biết có nhận giải hay không nữa nhưng mà ai để ý đâu chứ dù gì thì anh tể không đi tôi cũng không đi tôi chỉ cần yên yên ổn ổn đi thi đại học là được rồi các anh chị lớp 12 đã có kết quả thi đại học cùng nhau rút ra khỏi trường này hết rồi chúng tôi thì trở thành lớp lớn nhất trong trường ý nghĩ muốn giáo dục chúng tôi của nhà trường càng tăng thêm học tập học tập nỗ lực học tập đến kỳ nghỉ hè tôi vẫn phải cùng anh tể đi làm bài tập so với lúc đầu anh tể phải chỉ hết cho tôi thì bây giờ tôi chỉ còn môn toán cần phải hỏi vậy nên bình thường chúng tôi sẽ cùng nhau làm bài tập trước xong rồi anh tể mới lấy đáp án đưa cho tôi rồi giải thích ngày hôm đó ánh nắng rất gắt nhiệt độ tăng cao nên trên đường đổ cả người mồ hôi tôi bước nhanh vào phòng tự học nguồn hít máy lạnh quất cẩn và trúng một bạn nữ đang muốn đi ra ngoài ờ à, xin lỗi là tôi sơ ý quá tôi vừa xin lỗi vừa nhặt sách vỡ lên cái tên trên sách làm tôi ngây ngẩn cả ra lâm giữ ý phiền ghê sao lại đụng trúng cô ta chứ Lâm dự ý cũng rất kinh ngạc. Tạ nhiên, sao cậu lại ở đây? Tôi đến đây để tự học đó. Sao, cậu cũng vậy à? Tôi cười nhạt một tiếng. Sao nào, chẳng lẽ đến đây để ăn đùi gà? Tạ nhiên, sao vậy? Anh thể từ bên đường bước qua gọi tôi một tiếng. Ờ, không sao, đụng phải bạn học thôi. Vậy chúng ta vào thôi. Lâm dự ý dùng tay chỉ vào chúng tôi Các cậu cùng nhau học tập Anh tể rất lạnh nhạt Đúng Tôi phụ trách dạy kèm cho tạ nhiên Nếu không có gì thì chúng tôi vào trước đây Nói xong Thì anh tể cầm ba lô tôi lên Ra hiệu cho tôi theo sau Cài tiểu tiết này Tôi cũng không để trong lòng Học xong Tôi sẽ mua hai cốc coca đá Tôi và anh tể mỗi người một ly Lúc nãy học cả người đầy mồ hôi Uống một ngụm coca vào Hà, tuyệt vời Bây giờ nhớ lại Mùa hè năm đó ngoại hàng phượng vĩ đỏ rực dọc đường Thì còn có cả sự mát lạnh của cốc coca đá nữa Cuộc sống lớp 12 bắt đầu rồi Lão Triệu và các giáo viên khác thay nhau làm lễ động viên cho chúng tôi Tôi bất lực nhìn vào khóe miệng nói không ngớt của Lão Triệu Các bạn trong lớp cũng không còn tranh nhau như trước nữa Mỗi một đề bài điều muốn hiểu đến tận gốc ngọn. Lúc trước tôi học chuyên ngành hóa trên đại học, bây giờ thành tích môn hóa đương nhiên là vẫn còn rất đỉnh. Lão Triệu nhấc tay đề bạn tôi lên làm đại biểu môn hóa. Lần thi tháng đầu tiên, tôi xong vào được top 10. Ba mẹ tạ vô cùng vui vẻ, luôn miệng cảm ơn Lão Triệu, cảm ơn anh Tể. <laughs> vậy mà, không cảm ơn tôi sao? Không có tính chủ động của tôi thì 10 lý thể cũng gánh không nổi đâu. Năm lớp 12 có rất nhiều việc khó Tôi bắt đầu cực lực tự học Chứ không cùng anh Tể học mỗi tối nữa Chỉ là cuối tuần anh Tể vẫn sẽ viết một vài câu hỏi điển hình gửi qua cho tôi Tôi nghĩ chắc là do lớp 12 rồi Anh Tể cũng nên nỗ lực hết mình Không thể để những chuyện trong nhà cản trở nữa Tôi nói chuyện này với ba tạ Ông ấy liền gật đầu hưởng ứng Cứ để đó cho bà, không sao đâu Sau này nghe lão triệu nói ban đầu lý tể không nhận tiền học bổng của bà tạ dành cho học sinh cố gắng đâu vẫn phải để thầy chủ nhiệm của lý tể nói chuyện với cậu ấy rõ lâu thì mới đồng ý bà tạ cũng nói tiền học phí đại học của lý tể ông ấy sẽ bao hết nếu lý tể đồng ý thì cứ tính là mượn trước rồi sau này hãy trả lại sao mọi thứ trông có vẻ đều rất tuyệt vời lúc giáng sinh thì tôi tâm nguyệt cùng với nhị cẩu hóa trang thành ông già noel trong túi chứa rất nhiều món quà nhỏ dành cho Lý Tầm và vài cuốn sách mẫu đề thi thử dành cho anh tể rồi cùng nhau xong vào nhà của cậu ấy. Surprise! Anh tể vừa mở cửa thì chúng tôi đã cùng nhau nhảy ra hù cho cậu ấy một trận. Lúc đó Lý tể nhìn vẻ mặt đầy màu sắc của chúng tôi mà nói không ra lời chỉ biết thở dài một tiếng rồi cười đẩy chúng tôi vào nhà. Bạn nhỏ Lý Tầm cầm từng phần quà vui vẻ đến mức ngồi giữa chúng lại sợ cái này ôm cái kia. Vẫn chưa chuẩn bị quà cho mọi người. Các cậu cứ ăn táo tạm thôi nhé. Anh tể rửa táo xong, rồi mang qua đưa cho tôi một quả. tiên răng rắc cùng nhau vang lên. Chúng tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn những ngọn đèn lấp lánh ngoài kia. Ánh sáng vàng của đèn hắt lên gương mặt của mỗi người, trông đều rất ấm áp. Tôi, anh Tể, Nhi Cấu, Tâm Nguyệt đều đã trở thành những người bạn rất tốt của nhau không có ai nghĩ đến chuyện bỏ ra bao nhiêu nhận về bao nhiêu trong tình bạn này chúng tôi chỉ là bốn người bạn cùng ý chí giúp đỡ nhau rồi cùng một mục tiêu mà nỗ lực tiến về phía trước lúc gần đến kỳ thi thử đầu tiên tôi phát hiện những nơi tôi đi qua đều sẽ có tiếng thì thầm to nhỏ vừa quay đầu lại thì bọn họ lại giả vờ như là không có việc gì đột nhiên trong lòng cảm thấy rất kỳ quái nhưng mà chẳng có việc gì quan trọng hơn việc học cả tôi không quan tâm buổi trưa ở nhà ăn tâm nguyệt hùng hùng hổ hổ xông qua đập một phát lên bàn cái sự ngu ngốc này là mình phát tức lên tôi bình tĩnh bốc vỏ tôm trong hộp ngẩng đầu sao vậy cô ấy uống ực ực hai ngụm nước Bình nói sao mà hai ngày nay mọi người đều chỉ rõ đằng sau cậu. Ai ngờ chính là do cái đồ ngốc lâm giữ ý kia. Đi nói cậu âm thầm câu dẫn anh tể để cậu ấy giúp cậu học bù. Phụt! Tôi không cẩn thận phun cả tôm ra ngoài lao lao miệng. Giỡn gì vậy trời? Lâm giữ ý và mấy đứa đều hùa nói ngày nào cũng nhìn thấy cậu cùng anh tể đi hẹn hò. Cậu cứ bám riết lấy anh tể bắt cậu ấy dạy cho cậu nên thành tích cậu mới tăng nhanh như vậy còn nói mấy đề thi đều là anh tể đưa trước cho cậu không phải chứ mấy lời nhảm nhí như vậy cũng có người tin sao dù anh tể có giỏi cỡ nào thì cũng đâu thể đào ra đề thi cho mình chứ tôi mười phần không hiểu nổi cậu không hiểu đâu chuyện đến mức này thì mọi người quan tâm đến cái gì là học bá lạnh lùng lý tể và cậu không thể không có điều gì mờ ám đó. Ai, <laughs> điều giống nhau cả thôi, do bọn họ rảnh quá thôi mà. Ăn cơm xong, tôi và Tâm Nguyệt quyết định đi tản bộ tiêu thực. Trùng hợp là gặp phải Thẩm Phân Thanh và Lâm Dự Ý ngay định. Hai người đó hình như đang cãi nhau gì đó, đến nỗi nước mắt của Lâm Dự Ý đang trực trào ra. Tôi và Tâm Nguyệt nhìn nhau, cảm thấy hình như không tốt lắm nên quyết định chuồn đi trước. Quay đầu lại, liền nhìn thấy anh Tể đang ở một chồng văn kiện bước đến. Tôi chỉ vào phía đình. Đừng có làm phiền người ta nha. Anh Tể đưa chồng tài liệu cho Tâm Nguyệt ôm rồi kéo theo tôi bước qua. Không không không, tôi không muốn gia nhập đâu. Anh Tể, hai đứa mình đánh không lại họ đâu mà. Thắng Phân Thanh và Lâm dự ý nhìn thấy chúng tôi đi qua, hốt hoảng, sửa soạn lại nhưng ánh mắt của Lâm dự ý vẫn còn rất đỏ anh Tể vẫn rất lạnh nhạt gần đây có lời đồn trong trường gì thì trong lòng của mọi người cũng biết rõ tôi và Tạ Nhiên quả thật là bạn tốt của nhau hai người đừng có rảnh rỗi liền kéo Tạ Nhiên xuống nước Lý Tể cậu hiểu lầm rồi chúng tôi không Thẩm Phân Thanh giải thích đúng là vậy đó thì sao tôi ghét Tạ Nhiên Lâm dự ý cuối cùng cũng không diễn nổi cái vai đó hoa trắng đáng thương nữa. Anh Tể không thèm nghe bọn họ giải thích, xoay người lại kéo theo tôi bỏ đi. Tôi... tôi còn chưa nói gì mà. Ngày ngày ngốc ngốc cũng qua bài kiểm tra cuối kỳ rồi. Kỳ thi này hot đến mức tan cả băng bởi vì lâm dự ý người luôn vững vàng hạng ba có lẽ là vì tình đau khổ nên đã trượt khỏi tớp mười để tôi chen chân vào thẩm phần thanh có một lần đơn độc tìm tôi nói chuyện thay mặt lâm dự ý xin lỗi tôi chàng trai trẻ à cậu nghe tôi nói này chuyện giữa hai người một chút tôi cũng không muốn nghe đâu các người chỉ cần lãng vãng trước mắt là lòng tôi lại phiền sau này thì tâm nguyệt đi nghe ngóng được tôi mới biết Thẩm phân thanh có lần vô ý nói tiến bộ của tạ nhiên thật lớn sắp bằng cậu ta và Lâm Dự Ý rồi. Lâm Dự Ý thì nhận định thành thẩm phân thanh quan tâm tôi cho rằng tôi lại quấn lấy cậu ta nên mới dùng đủ loại cách dìm xuống. Ờm, um, tôi có người bạn tốt như anh Tể rồi thì sao còn phải quan tâm đến thẩm phân thanh chứ? Năm mới đến, công ty của ba tạ quyết định tổ chức hoạt động phúc lợi cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để lan tỏa hơi ấm. Nghĩ đến việc năm nay anh tể có thể yên ổn đón Tết thì tôi liền vui vui vẻ vẻ cùng ba mẹ tạ đi về quê ăn Tết. Dù gì thì đây cũng là khoảng thời gian thư thả nhất trước khi thi đại học rồi. Trước khi tiếng chuông giao thừa vang lên anh tể có nhắn tin hỏi tôi có ở nhà không? Tôi chụp một tấm tuyết rơi trắng xóa ngoài khung cửa sổ rồi gửi qua. Hi <laughs> hi, anh tể, năm mới vui vẻ. Tôi về thành phố B ăn Tết rồi, anh Tể nhanh chóng trả lời. Năm mới vui vẻ. Ừm, um, hình như avatar của anh Tể lại thêm màu trắng rồi nè. Màu đen chỉ còn lại chút xíu siêu thôi. Học kỳ cuối cùng rồi. Tôi càng phải nỗ lực thêm. Tôi và Anh Tể đối thành hai tuần gặp nhau một lần. Bình thường phòng học của tôi ở tầng ba, còn Anh Tể ở tầng một nên muốn gặp cũng không được. Mọi người đều vì mục đích cuối cùng mà phấn đấu, tầm nguyệt và nhịn cẩu cũng đã lọt vào khoảng tới 100 của khối rồi. Lão Triệu, ngoài việc quan sát chúng tôi học tập, thì còn rất quan tâm đến việc hỗ trợ tâm lý. Thầy ấy chuẩn bị một bình trà mát hạ nhiệt trông rất giống như người lớn trong nhà. Khí lạnh từ điều hòa vụ vù, vù thổi, nhưng mồ hôi của mọi người vẫn lắm tắm. Tiên Ve đã đi cùng chúng tôi trong khoảng thời gian cuối cùng trước kỳ thi đại học. Trước khi thi một ngày, thì trường học cho nghỉ. Mọi người thu dọn về nhà nghỉ ngơi một xíu. Không ai dám ăn thùng uống vại cả. Buổi tối tôi cũng chỉ ăn cơm nhà bình thường. Trước khi ngủ, còn kiểm tra lại giấy tờ, dụng cụ và chứng minh nhân dân. Đã là lần thứ hai thi đại học rồi mà vẫn còn căng thẳng. Ba mẹ ta không dám nói gì ảnh hưởng đến tôi chỉ có căng dặn tôi đừng căng thẳng Không sao đâu mà Tinh tinh Có tin nhắn Mở ra thì thấy là anh tể Chúc cậu được như ý Tôi trả lời Tâm tưởng sự thành Kỷ niệm của kỳ thi đại học này Là giấy trắng mực xanh Từng tờ từng tờ Cứ gom vào ký ức của cả một đời người Khi ngồi trong phòng thi Tôi không quá lo lắng Những câu hỏi này bình thường ở trên lớp đã có làm qua còn những câu không biết Thì cứ tạm để đó Chút nữa sẽ quay lại sau Trả lời xong câu hỏi cuối cùng Trong đề thi tiếng Anh Tôi liền thấy thoải mái Như vừa chạy sau một đoạn đường dài 800 mét Bên ngoài phòng thi đông nghịch người Phụ huynh vừa lo lắng vừa hy vọng đến mức Cá đầu đầy mồ hôi Tôi bước ra khỏi phòng thi Hòa vào trong dòng người mà tiến về phía trước Một bàn tay kéo ba lô của tôi lại Anh tể bước ra Rồi đi kế bên tôi mỉm cười nói đã nói là phải cùng nhau ăn mừng mà Đúng vậy Tất cả đều đã kết thúc rồi Tôi thở ra một hơi Nhưng lại cảm thấy có chút mất mát Tối hôm đó Mọi người điên cuộn đi chơi Tôi và anh Tể, Nhị Cẩu, Tâm Nguyệt Đã sớm hẹn nhau cùng đi ăn đồ nướng ven đường rồi Quán này được anh Tể giới thiệu Mùi vị cực kỳ ngon Ông chủ tiệm nướng được gọi là anh Lưu Là một người đàn ông có râu Hào sáng trượng nghĩa đã giúp anh tể rất nhiều việc nhìn thấy chúng tôi đi đến còn tặng thêm 20 xiên thịt cừu nướng nữa chúng tôi không có ai uống rượu cả mọi người chỉ ngồi cùng nhau ăn thịt nướng uống coca ngẩng đầu ngắm sao rồi kể chuyện cười thôi cả bầu trời đầy ánh sao dịu dàng cùng với đoàn tuổi trẻ tươi đẹp này cũng là ký ức đáng nhớ nhất đời này của chúng tôi lúc ngồi trong phòng một chút tôi cũng không thấy buồn ngủ tôi chuẩn bị sắp xếp lại đóng tài liệu để chào tạm biệt những năm cấp 3. Hai tay ôm má, ngồi nhìn những câu hỏi cao gần nửa người bên giường, những tờ ghi chú cùng với các loại tài liệu anh tể đã viết tay cho tôi, đều là tâm huyết của anh tể đã bỏ ra, tìm hiểu năng lực học tập của tôi, tìm ra cách giải đề cho tôi, soạn vài đề thi thử cho tôi nữa. Tối hôm đó, tôi nằm bên cạnh đống tài liệu ngủ quên, trong mơ, tôi nhìn thấy núi xanh bất tận, Ngày đầu tiên sau khi thi xong, tôi thức dậy rất sớm. Lục tìm điện thoại thì thấy có tin nhắn mới. Là nhị cậu hỏi tôi có muốn đi ra ngoài chơi không? Chơi cái gì mà chơi? Mệt muốn chết rồi còn đi đâu nữa? Lần nữa nằm xuống, chìm vào giấc ngủ. Nghỉ hè, anh thể chắc chắn sẽ ra ngoài đi làm. Mặc dù đã nhận học bổng từ ba tạ, nồi tốt nghiệp xong sẽ trả, nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết muốn đi làm thêm trong hè tôi thì rảnh đến mức ngày nào cũng ở nhà chơi game và cùng với tâm nguyệt đi uống trà sữa thêm đủ loại tấp pin đến ngày có kết quả thi lúc kiểm tra kết quả tại tội lạnh ngắt tôi già đến mức đỏ hết cả lên tra cứu thành công nhìn thấy một con số màu đỏ 661 khoảnh khắc đó nước mắt tôi chực trào ra không phải nước mắt vui sướng vì kết quả cao đâu chỉ là vì vất vả đợi mấy năm cuối cùng cũng thành công. Điện thoại bị gọi đến mức muốn nổ tung, tất cả mọi người đều đang hỏi kết quả của nhau. Tôi cũng muốn hỏi kết quả của anh Tể và mọi người. Trùng hợp là nhị cẩu gọi đến. Có nhị cẩu ở đây thì sợ gì có chuyện không biết chứ. Chị Nhiên, chị Nhiên, chị bao nhiêu vậy? Em được 585, Giang Tâm Nguyệt 579, anh Tể trâu bò nhất được 695 điểm. Nhị cậu hét to lên. Tôi được 661 Nước mắt tôi xém chút kìm không được Ngày hôm sau mọi người đều đến trường học làm thủ tục Tâm trạng tình cảm cũng dân trào Ba năm làm bạn học Sắp phải chia tay Nơi ai cũng rất không nở Tôi gặp được anh Tể ở ngay cổng trường Vội chạy đến Dùng một cái ôm để biểu thị sự chúc mừng Anh Tể vẫn bình tĩnh như lúc trước Thì không tệ đâu Đâu có đâu có là anh tể dạy hay thôi anh tể trả lời tôi kết thúc thì đứng ở cổng trường đợi tôi ừm được tôi không hiểu chuyện gì anh tể là thủ khoa khoa học năm đó thẩm phân thanh sáu trăm tám mươi lăm điểm lâm dự ý sáu trăm bảy mươi bảy điểm con điểm sáu trăm sáu mươi của tôi xếp thứ sáu trong khói lão triệu nhìn thấy tôi kích động đi qua vỗ vai tôi một cái được đây chứ, thầy không nhìn lầm em. Tôi nhân cơ hội này ôm lão triệu một cái. Lần họp lớp cuối cùng, có vui mừng cũng có tiếc nuối không nở. Lúc lão triệu nói chuyện, cũng gỡ mắt kính xuống, âm thầm lau nước mắt rồi mới tiếp tục. Đưa các em xong năm này thì thầy cũng không dẫn dắt lớp 12 nữa đâu. Chỉ dẫn dắt lớp 10 thôi. Già dạ rồi, già dạ rồi, làm không nổi nữa. Lão triệu, lão triệu, vĩnh viễn không lão mọi người vừa vỗ bàn vừa hát cấp ba cứ như vậy mà kết thúc đến trưa tôi đứng ngay cổng trường chờ anh tể lúc anh tể đến còn mang theo cả cặp sách vừa đi vừa nói ok trên đường anh tể hít sâu vài cái rồi nói tạ nhiên nếu như tôi nói tôi muốn vĩnh viễn phụ đạo môn toán cho cậu thì cậu có cho không hả tôi đưa ra tại chỗ đây mà là lời của anh tể nói ra sao hôm nay vui đến mơ hồ rồi hả tạ nhiên cậu có thể suy nghĩ cho kỹ hai ngày nữa rồi hãy trả lời tôi anh tể cười cười rồi lại tiếp tục bước về phía trước ngay khoảnh khắc đó anh tể nghiên cứu toán học ở quán cà phê Anh tể ở sân chạy bộ Anh tể phát tờ rơi giữa trưa Anh tể gửi lời chúc phúc năm mới Còn có anh tể cười cười dưới bầu trời tràn ngập ánh sao Tất cả đều lấp đầy vào ánh mắt của tôi Tôi ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng bước đi của anh tể Nhất thời xúc động mà hét lớn Được mà, tôi đồng ý Anh tể quay đầu lại Trong mắt là niềm vui lấp lánh Cậu nghĩ kỹ rồi chứ Tôi đó mặt trả lời. Nghĩ kỹ rồi, dù sao thì toán cao cấp của đại học, tôi cũng không biết làm. Anh tể xoa xoa đầu tôi. Tôi biết làm. Quyết định ở bên nhau của tôi và anh tể nhận được lời chúc phúc của nhị cẩu và tâm nguyệt. Bà mẹ tạ cũng rất vừa ý. Ba tạ vui mừng mà nói. Hờ. Sớm đã cảm thấy tình nhóc đó không tồi rồi, nhiên nhiên nhà ta thật có mắt nhìn. Avatar của anh tể biến thành một màu trắng, tôi không hiểu vì sao, hỏi thì anh tể luôn đổi sang chủ đề khác. Khi điện thông tin nguyện vọng, anh tể chọn ngành quản lý tài chính của Thanh Hoa, còn tôi thì chọn chuyên ngành hóa học của một trường bách khoa gần anh ấy, rồi tiếp tục nghiên cứu chuyên ngành tiền kiếp của mình. Tâm Nguyệt thì đi phía nam học nghiên cứu về sinh vật biển. Nhi cẩu thì ở lại đây, học tự động hóa cơ khí. Bình thường thì mỗi người chúng tôi tự đi học, cuối tuần mới cùng nhau đi... đi học tiếp. Toán cao cấp quá khó rồi. Trong kỳ nghỉ thì bốn người chúng tôi đều cùng nhau đi chơi. Chuyện của Thẩm Vân Thanh và Lâm Dữ Ý, ai mà còn nhớ chứ. Thân là nữ phụ trong truyện thì tôi chỉ muốn qua tốt cuộc đời của mình thôi. Bọn họ thì liên quan gì dù sao thì những chuyện trên đời này trừ sự phiền lòng dành cho nhau thì chúng ta cũng có thể nói là liên quan gì đến tôi có thể bên cạnh tôi hết quãng đời này sau này dài đằng đẵng thì cũng chỉ có anh tể thôi tốt nghiệp xong thì anh tể tiếp tục nghiên cứu sinh còn tôi thì vất vả thi vào trường của anh ấy để tiếp tục con đường hóa học sau này trong quá trình học sau đại học thì tôi chọn học luôn tiến sĩ dù gì thì mục tiêu của tôi vẫn là đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu khoa học của nước nhà. Anh Tể học tiến sĩ xong thì bắt đầu đi làm. Người ưu tú thì đi đến đâu cũng đều rất ưu tú. Năm 26 tuổi, tôi và anh Tể tù thành chính quả. Ngày hôm đó trời quang mây tạnh, mọi thứ đều rất tốt. Tôi nhìn người bên cạnh, cảm thấy quãng đời còn lại có anh ấy bên cạnh là đủ rồi. hoàng chính văn phiên ngoại của lý tể lần đầu tiên tôi gặp tạ nhiên thì nghe được thẩm phần thanh đứng bên cạnh ác ý nói cô ta chính là tạ nhiên Lúc ấy cô ấy đạp chiếc xe đạp Đứng chờ thẩm phân thanh trước cửa Tôi chỉ biết giá tiện của chiếc xe đạp đó Bằng cả năm tiền sinh hoạt của nhà tôi Lần thứ hai là lúc tôi nhận được điện thoại đi đón Lý Tầm Cảnh sát nói cho tôi biết Là có một người con gái đã gọi cho họ Tôi không ngờ là tạ nhiên Dù gì thì nhìn cô ấy cũng không giống kiểu người Sẽ vui vẻ giúp người khác Cô ấy và trước kia rất khác nhau Hình như còn có chút sợ tôi Lần thứ ba, tạ nhiên bùng nổ, thứ hạng cao lên tận vài trăm. Tất cả mọi người đều đang nói cô ấy chép bài. Tôi nhớ lại nụ cười tươi rối, lại có chút ngại ngùng của cô ấy, thì đột nhiên lại cảm thấy chắc là cô ấy thật lòng muốn học tập. Lần thứ tư là ở thư viện cùng nhau học bài. Đối mặt với sự âm thầm tính toán của Lâm Dữ Ý, thì tạ nhiên không sợ, cũng không phản kháng. Lúc sắp về, còn hỏi tôi có cần cô ấy đi cùng một đoạn không? cô ấy không biết nơi tôi đến không phải là nơi một tiểu thư danh giá có thể đến được lần thứ năm cùng nhau học tiết thể dục ta nhiên cầm ra cái bình nước cùng kiểu với thảm phân thanh tôi nghĩ cô ấy vẫn còn khá thích cậu ta lần thứ sáu lần thứ bảy lần thứ tám để ý đến một người là lúc tôi bắt đầu thích cô ấy tôi nhìn cô ấy vì người khác bất bình nhường chỗ cho người lớn tuổi lúc nhìn thấy tôi thì ánh mắt rất ngạc nhiên, miệng còn dính dầu vừng, mang theo nét ngây thơ ngốc ngốc, rất đáng yêu. Sau này lão triệu và thầy chủ nhiệm của tôi giao cho tôi trọng trách giúp cô ấy học tập, còn nói với tôi là tạ nhiên rất vui lòng, nên tôi liền chấp nhận. Nhưng mà tạ nhiên hình như rất tôn trọng tôi, không tự tại như lúc cô ấy tiếp xúc với giang bắc. Tại sao chứ? Khoảng thời gian tự học cùng với tạ nhiên tôi rất vui Nhưng những động tác vô thức của cô ấy lúc làm đề Thì thật sự rất khác với tạ nhiên trong lời đồn lúc trước Chúng tôi dần dần thân hơn Sau này tạ nhiên có mời tôi đến xem cô ấy diễn kịch Tôi biết là cô ấy vì tức lầm dữ ý Nên mới lên diễn vai mẹ kế Đột nhiên tôi lại bật cười Ngày hôm đó tôi có công việc khác Nên từ chối cô ấy Nhưng trước khi bắt đầu đã chạy qua xem cô ấy đứng trên sân khấu hết sâu bình tĩnh trước khi kết thúc là chạy đến một lần cô ấy là một cô gái rất đáng yêu làm việc nói chuyện đều cẩn thận từng chút một sẽ lộ ra sự khác biệt với tôi làm tổn thương lòng tự tôn của tôi năm lớp 11 cô ấy và Giang Bắc cùng nhau đến chúc Tết tôi bề ngoài tôi đối đãi với hai người như nhau nhưng lại thêm một câu chúc phúc cho cô ấy năm lớp 12 Tôi đến đứng dưới lầu nhà cô ấy, muốn tặng cô ấy phần quà chúc phúc đầu tiên, nhưng cô ấy lại nói cô ấy về thành phố B ăn Tết. Tôi hôm đó, tôi đứng dưới bầu trời đầy pháo hoa, có chút nhớ cô ấy. Tôi từng rất sợ cô ấy cho rằng tôi vì tiền tài nên mới thích cô ấy, nhưng cái cô bé ngốc này vẫn chưa từng nghĩ qua vấn đề này. Cô ấy còn nói với tôi, ban đầu bởi vì chữ viết của tôi nên mới cung kính với tôi như vậy con nói lời nói của tôi nghe rất có thần thái tạ nhiên như là một chùm sáng chiếu đến cuộc đời của tôi khiến cho một mảnh vốn tối tăm ấy dần dần ngập tràn ánh sáng mỗi lần tôi thay đổi avatar đều là vì trong lòng lại được cô ấy soi sáng thêm một chút lúc cô ấy hỏi tôi tôi không trả lời nếu không thì cô ấy nhất định sẽ đắc ý lắm may mắn thay tôi đã đạt được điều mình mong muốn có thể đặt cô ấy vào lòng mà nâng niu bảo vệ quãng đời sau này có được cô ấy tôi đều xem như nhặt được báo vật trong tay năm đầu tiên kết hôn tạ nhiên vẫn còn có chút hoang mang không dám tin bản thân thực sự đã rước được người ưu tú như anh tể về nhà đã quen biết 10 năm đến khi quan hệ kháng khích như vậy bây giờ nhưng trong vài tình huống tạ nhiên vẫn có chút ngại với lý tể ví dụ như lúc gặp phải bài toán khó chứng minh trong lúc viết luận văn tạ nhiên liền cầm tờ đề qua nhờ anh tể giúp đỡ ánh mắt anh tể ngập tràn ý cười làm cho tạ nhiên ngượng đỏ cả mặt đừng có nói khi con người ta bị ép quá thì chuyện gì cũng làm ra được môn toán này không biết chính là không biết nhé năm thứ hai anh tể đạt được thành tựu lớn trong công ty của ba tạ mọi người đều khen ngợi hết lời tiến sĩ tạ nhiên thì thuận lợi tốt nghiệp ở lại trường tiếp tục nghiên cứu, nên rất hay ngủ lại trường học. Anh tể cũng rất thường xuyên, đứng dưới lầu phòng thí nghiệm chờ tạ nhiên về nhà. Sinh viên trong khoa hóa học đều biết, chị tạ nhiên của phòng thí nghiệm 304 có người bạn trai rất đẹp trai, ngày nào cũng chờ chị ấy tan làm. Ngày nào đó, anh tể chỉnh tề, đứng dưới lầu chờ tạ nhiên xong việc, thì thầy tạ nhiên gấp 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 gáp chạy ra, anh tể cười hỏi. Sao hôm nay lại về sớm vậy? Đàn em đi ngang qua, to gan chọc ghẹo. Đàn chị ơi, sao lại không giới thiệu bạn trai chút vậy? Tạ nhiên còn chưa kịp đáp, thì anh tể đang ôn hòa trả lời. Không phải bạn trai, là chồng. Đoàn người xung quanh bắt đầu phát ra tiếng quào, wow, lặp đi lặp lại, làm cho tạ nhiên có chút ngại, nhưng cô ấy vẫn chống tay lên hông, làm dáng. Đúng, anh đẹp trai này chính là tiên sinh nhà tôi. Năm thứ ba, tạ nhiên bắt đầu nhận việc giảng dạy. Nói thật thì ai ngờ được chúng ta sẽ có được nhà giáo nhân dân như vậy đâu. Công việc nghiên cứu bắt đầu giảm nhẹ, tạ nhiên có thời gian ở nhà nấu ăn cho anh tể. Mặc dù đồ ăn anh tể làm ngon hơn, nhưng mà đồ ăn do vợ mình làm ra luôn không giống mà. Phần chia công việc nhà rất đơn giản, người này nấu cơm thì người kia rửa bát, có người quét nhà thì có người lao nhà. Năm nay tạ nhiên rảnh rỗi hơn nên cũng là nhiều việc hơn. Có lần dì cậu đến nhà chơi còn chọc. Dĩ nhiên, chị thật sự không ổn rồi. Người ta toàn là được chồng bao hết đó. Tạ nhiên lắc lắc đầu. Cậu vẫn chưa biết rồi. Lúc trước anh tể vất vả như vậy nên tôi rảnh rỗi thì làm nhiều thêm chút thôi. Tôi vẫn mong anh tể khỏe mạnh để sống cùng với tôi dài dài đó đi tể đứng ở ngoài cửa nghe được đỏ cả mắt một hồi năm thứ tư công ty trò chơi của anh tể đi vào hoạt động tại nhiên vốn dĩ không muốn đi nhưng nhìn anh tể cúi đầu thất vọng thì lại đổi ý nghĩ thử xem người ưu tú đẹp trai như anh tể cúi đầu trước mặt biểu cảm thất vọng tràn trề thì chỉ cần là con người cũng sẽ không nhịn được mà đau lòng đâu anh tể đến trước mặt mọi người giới thiệu đây là vợ của tôi, tạ nhiên. Sự yêu thương và kiêu ngạo trong mắt giấu không nổi nữa. Ngày hôm đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy Lý Tổng bình thường lạnh nhạt vì vợ mà chụp ảnh, cầm dù, giữ túi sách, khoe miệng có chút nhếch lên mãi. Quân chúng tỏ vẻ bát cơm chó này có hơi ngon. Năm thứ năm, lúc tạ nhiên ở nhà dọn dẹp thì tìm thấy một quyển sách chưa bao giờ nhìn thấy rất nổi bật trên chồng sách khóa học. Ta nhiên đứng dựa vào kệ rách mở ra Không thấy đề tên Cũng không có tiêu đề Nhưng trang đầu tiên Lên nhìn thấy chữ viết của anh Tể Ngày nào đó Hôm nay tạ nhiên lúc làm đề toán Có câu không biết Nhìn cô ấy cắn bút có chút muốn cười Ngày nào đó Tạ nhiên hôm nay diễn kịch trông rất xinh đẹp Kiêu ngạo Rất giống như một cô công chúa nhỏ Ngày nào đó Tạ nhiên hôm nay nấu cơm Tuy mùi vị tạm được nhưng tôi vẫn ăn hết rồi. Cả một quyển giày này đều là nhật ký của anh Tể. Tà nhiên cứ xem mãi. Buổi chiều anh Tể tan làm về nhà. liền nhìn thấy cô gái anh ấy đã ở trong lòng tựa vào kệ sách, ngồi dưới ánh nắng cúi đầu đọc sách. Nhìn thấy anh ấy về nhà, cô gái nhỏ chạy lại ôm chậm lấy anh ấy, nhỏ giọng thúc thích. Cảm ơn anh đã yêu em nhiều như vậy. Anh Tể, Em cũng yêu anh. Năm thứ sáu, nhà của họ chào đón bảo bối Lý Trường An. Lúc tất cả mọi người vây quanh xem em bé chào đời, thì anh tể xông đến bên cạnh tạ nhiên, ánh mắt đầy tơ máu, nắm chặt lấy tay của tạ nhiên nói. Tạ nhiên, vất vả cho em rồi. Tạ nhiên lúc đó hào phóng vẫy vẫy tay. Không có gì đâu. Anh tể mỉm cười mà rơi cả nước mắt. Năm thứ bảy, bạn nhỏ Trường An lớn lên giống tạ nhiên, nhưng tính cách là y hệt lý thể. Tự mình ngồi vẽ rất lâu cũng không thấy nhàm chán. Anh tệ nhìn tạ nhiên dỗ dành Trường An, lại đột nhiên nhỏ nhiên ăn dấm Tỏ vẻ em bớt để ý nó lại đi, nhìn anh đây này. Tạ nhiên cười. Em chỉ bên cạnh Trường An lúc nhỏ thôi, nhưng lại bên cạnh anh đến tận khi già mà. Anh tệ liền vừa lòng. Năm thứ 8, Tạ Nhiên cùng với giảng viên đi chủ trì một đề mục khoa học. Ngày hôm đó giảng viên còn thần thần bí bí, nói các nhà đầu tư sẽ đến vào buổi trưa. Kêu Tạ Nhiên đi chuẩn bị một chút, đơn giản thôi là được. Tạ Nhiên vội đi chuẩn bị kỹ càng 10 phần, đợi đến lúc nhìn thấy một thân áo măng tô của anh tể trước cửa, lại nhìn không được cười ra tiếng, nhưng vẫn phải nghiêm túc làm xong hết quá trình của đề mục. Anh tể một mặt nghiêm túc, Cô tạ giảng rất tốt, nghiên cứu sâu sắc, nên cả người ngoài như tôi còn có thể nghe hiểu nữa. Nói xong, còn đứng lên vỗ tay. Năm thứ 9, ban nhỏ Trường An đến trường mẫu giáo, anh Tể chủ động đảm nhận nhiệm vụ đưa đón Trường An. Trên đường về nhà, anh Tể bế Trường An lên giáo dục. Trường An lớn rồi, sau này phải là một nam tử hán độc lập. Tôi nay con không cần mẹ dỗ ngủ nữa đâu. Trường An lên giọng bất bình. Ba ơi, ba kêu Trường An độc lập, có phải là muốn mẹ ở bên cạnh ba không? Anh tệ nghĩ đứa nhỏ này có chút thông minh. Năm thứ 10, ta nhiên lúc mỉm cười vẫn rất dịu dàng, vẫn còn có chút bất cẩn, lúc rảnh rỗi sẽ ôm đồ ăn vặt xem phim, cũng sẽ mở đèn suốt đêm để sửa luận văn. Vẫn là cô gái nhỏ trong mắt của anh tể như lúc trước Mười năm trôi qua trong nháy mắt nhưng không có gì phải gấp cả, bọn họ vẫn còn rất nhiều cái mười năm khác ở bên nhau cho đến hết đời này. Toàn Văn Hoàng.